Chào mừng quý vị khán giả và các bạn trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án bu cục cò voi Hồ Duy Hải. Thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải đã trôi qua 15 năm rồi, nhưng chưa được đem ra xét xử. Nhiều dư luận cho rằng vụ án Hồ Duy Hải đã bị lãng quên rồi hay sao? Thưa quý vị và các bạn, không phải như vậy. Thông tin của người thạo tin cho hay, vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong nền tư pháp, liên quan đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của ngành tư pháp, Bộ Chính trị chọn vụ án này để làm bài học và răn đe cảnh tỉnh những vị quan tòa khắp cả nước và những hình phạt thích đáng dành cho những người thực thi pháp luật đã cố tình vi phạm pháp luật, như ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, một quan tòa cao nhất nước Việt Nam lại ngồi xổm trên pháp luật, thì không thể không trừng trị thật nặng để làm gương cho những người khác. Thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải không phải bị lãng quên, hiện tại vẫn đang có một tổ điều tra đặc biệt đang ngày đêm săn lùng theo những đầu mối đã phát hiện và lật tung khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm ra những chứng cứ xác thực và thuyết phục vững chắc không thể nào chối cãi. Chỉ còn là cúi đầu nhận tội mà thôi. Bộ Chính trị cũng như dư luận quần chúng mọi người đều biết chánh án Tòa án Nhân dân tối cao người vi phạm pháp luật, nhưng biết thì chưa đủ, cần phải có những chứng cứ vững chắc thuyết phục đúng theo pháp luật quy định mới có thể kết tội được. Một số dư luận nghi ngờ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa nắm rõ vụ việc về chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và vụ án Hồ Duy Hải. Có thể các cấp dưới đã không báo cáo hoặc hồ sơ đã bị chặn lại ở một nơi nào đó. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn thấy còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình như kênh VTV1. Ông vẫn họp hội bình thường và phát biểu tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, đó là những suy đoán không đúng. Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm rất rõ về ông Nguyễn Hòa Bình, mặc dù không ngăn chặn được để ông Nguyễn Hòa Bình lọt vào Bộ Chính trị, nhưng Bộ Chính trị đã sáng suốt không phân công ông một nhiệm vụ mới nào. Từ sự kiện trên, chúng ta phải tin tưởng vào Bộ Chính trị chắc chắn sẽ có một giải pháp rất hoàn hảo để xử lý một cán bộ cấp cao như ông Nguyễn Hòa Bình, để ông phải tâm phục khẩu phục và nhân dân đồng tình. Để chứng minh cho các bạn điều này, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí qua bài viết sau đây. Thưa quý vị, vụ án Hồ Duy Hải, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao báo cáo với Chủ tịch nước nội dung gì? Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải. Báo cáo khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành là đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có căn cứ và cần thiết. Trước đó, quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao ngày 8 tháng 5 đã bác toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cho rằng kháng nghị này không đúng luật, là trái thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, kháng nghị này có căn cứ và cần thiết. Theo đó, báo cáo này khẳng định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án là đúng luật,
đúng thẩm quyền và cần thiết. Báo cáo phân tích, đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai của bị cáo và không có chứng cứ vật chất trực tiếp nào cả. Trong khi lời khai của bị cáo không nhất quán và mâu thuẫn với nhau, lúc thì nhận tội, lúc thì kêu oan, và mâu thuẫn với việc các tài liệu chứng cứ khác. Nhiều tình tiết chưa được làm rõ và nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Báo cáo nêu những vấn đề chưa được làm rõ như sau. Thứ nhất là việc mâu thuẫn về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải thể hiện Hải không thể có mặt ở bưu điện trước thời điểm nhân chứng Thường, Đinh Vũ Thường đến gọi điện thoại. Nội dung này rất quan trọng nên phải hủy án để thực nghiệm điều tra lại. Thứ hai là chưa làm rõ thời điểm chết của hai nạn nhân để xác định Hồ Duy Hải có phải là hung thủ không, nên cần phải hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm thức ăn trong dạ dày và dấu vết quen của tử thi. Thứ ba là chưa làm rõ cơ chế gây ra vết thương trên cơ thể nạn nhân về con dao mà bị cáo mô tả có khả năng gây ra vết thương đó hay không. Tiếp theo là chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng, vì bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết luận về động cơ gây án chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Bỏ ngoài hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng như lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai nhân chứng thu giữ và thu giữ dấu vân tay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng những vi phạm trên là vi phạm về nội dung do điều tra không đầy đủ và vi phạm về tố tụng. Vì vậy, đã ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ, cần phải điều tra lại để thu thập thêm chứng cứ và khắc phục những thiếu sót vi phạm nhằm giải quyết vụ án đúng pháp luật. Đồng thời, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng nêu thêm, tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã kết luận những vi phạm đó chỉ là sai sót về tố tụng và không làm thay đổi bản chất của vụ án, là trái nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật trong vụ án, nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra, nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này. Đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết luận có tội, với lập luận là có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Quyết định về vấn đề viết quyết định ân giảm cho tử tù mang tính chất nhân đạo. Ngoài việc khẳng định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cần thiết, báo cáo cũng khẳng định kháng nghị này là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Về quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng quyết định ân giảm mang tính chất nhân đạo, bởi đơn vị đơn xin án giảm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình là quyền của người bị kết án tử hình, là hình phạt nặng nhất kết thúc một cuộc đời. Theo viện, quyền này được trao cho tử tù trong thời điểm bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật. Người bị tử hình có thể xin hoặc không xin ân giảm. Việc chủ tịch nước quyết định bác hai chấp nhận đơn xin giảm ân giảm không tác động gì đến tính sai và đúng của bản án. Khi chủ tịch nước chấp nhận
khi chủ tịch nước chấp nhận đơn ân giảm không có nghĩa là bản án tử hình sai, mà chỉ là quyết định có tính cách nhân đạo của chủ tịch nước. Ân giảm hình phạt cho tử tù, cơ hội sống và hoàn lương không có quy định khi có quyết định bác đơn xin ân giảm tử hình thì chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng khẳng định quy định của pháp luật hiện hành không có bất kỳ một điều khoản nào hạn chế quyền kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 22 tháng 11 năm 2019 căn cứ vào khoản 2 điều 371 điều 173 của Bộ luật tố tụng hình sự về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả khi người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Cho nên, kể cả trường hợp bác đơn ân xá giảm án tử hình của chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo hướng có lợi cho Hồ Duy Hải có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Sẽ kiến nghị xem xét lại theo thủ tục đặc biệt về việc hội đồng thẩm phán cho rằng sau khi chủ tịch nước bác đơn ân xá rồi, có công văn yêu cầu hoãn thi hành án tử hình của Hồ Duy Hải thì công văn này là công văn hành chính. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ, trước khi kháng nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có báo cáo xin ý kiến của chủ tịch nước, đề nghị chủ tịch nước tiếp tục tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị. Viện cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tham mưu cho chủ tịch nước giải quyết quyết định bác đơn ân giảm của Hồ Duy Hải để bảo đảm hiệu lực pháp luật khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của chủ tịch nước nêu, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong trường hợp này là đúng thẩm quyền theo luật định, thể hiện trách nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo chỉ đạo của Chủ tịch nước là xem xét làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai không, bảo đảm thận trọng chắc chắn trước khi kết tội và áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo. Với quan điểm như trên, báo cáo khẳng định Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 theo thủ tục đặc biệt quy định tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tòa án đúng, hai viện đúng, để cấp có thẩm quyền kết luận. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết như vậy trong buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh có tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 ngày 18 tháng 5. Trong buổi làm việc, nhiều cử tri nêu ý kiến về một số vụ việc được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải. Cử tri Nguyễn Lâm Xanh, quận 5 cho rằng đối với vụ án Hồ Duy Hải, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị là đúng đắn. Việc xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là chưa thỏa đáng. Ông Xanh đề nghị Quốc hội cần phải lên tiếng, bộ phận giám sát của Quốc hội cần phải vào cuộc. Tương tự, cử tri Mai Thanh Hà ở quận 5 cho rằng Hội đồng Thẩm phán đánh giá rằng có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án,
tạo tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Thay mặt tổ đại biểu trả lời cử tri, ông Lê Minh Trí cho biết trong quá trình xem xét vụ việc, nhận thấy có nhiều chứng cứ còn mâu thuẫn hoặc chưa được làm rõ. Đây là căn cứ để Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị xem xét lại. Viện trưởng không nói rằng Hồ Duy Hải có tội hay không, có tội, nhưng thấy vụ án còn nhiều sai sót, chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai, giữa thực hiện điều tra. Viện trưởng thấy cần thiết phải kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại xem có tội hay không có tội một cách thận trọng, khách quan, đảm bảo bảo vệ được tính mạng con người khi chúng ta chưa có chứng cứ trực tiếp khẳng định việc có giết người hay không. Ông Trí nêu lên như thế. Ông Trí cũng khẳng định kháng nghị không sai luật, có căn cứ và đúng thẩm quyền. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã có báo cáo gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý về vụ việc này. Việc cử tri thắc mắc tòa án hay Viện Kiểm sát đúng để cấp có thẩm quyền kết luận, đó là câu trả lời của ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Thưa quý vị và các bạn, từ báo cáo của nội dung báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, chúng ta thấy rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đưa ra những căn cứ rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là đúng luật và cần thiết phải đưa ra kháng nghị để bảo vệ quyền lợi của người dân. Như vậy thì hiện nay vụ việc các cơ quan chức năng đã nhận được báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tất nhiên là các cơ quan chức năng đã biết rõ vụ việc này. Nhưng vụ việc tại sao đã 3 năm từ khi phiên tòa giám đốc thẳng xảy ra đến nay mà vẫn chưa đem ra xem xét và xử lý vụ án Hồ Duy Hải? Đó là một thắc mắc của dư luận quần chúng. Và như chương trình đã nói như trên, đó là lý do cần phải có thời gian để giải quyết vụ án Hồ Duy Hải này và xử lý những cán bộ cấp cao đã vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải này cho đúng người, đúng tội. Thưa quý vị và các bạn, nội dung chia sẻ của chương trình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với kênh Phan Minh Vlog. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn quý vị và các bạn lại video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.